Chào các bạn đến với khóa học hướng dẫn sử dụng monday.com. Tiếp tục với chuỗi khóa học, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với monday.com bot power up. Thì trong bài học trước ấy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và đi setting một vài tính năng cơ bản trong monday bot rồi. Thì phần bot power up ấy là một trong những tính năng nâng cao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết phần này nhé. Chúng ta bắt đầu. Đây là monday bot mà chúng ta đã làm việc ở trong các bài học trước này. Bạn click nút ba chấm ở tay phải để mở ra phần setting. Chúng ta sẽ có phần bot power up. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần bot view. Khi bạn mở phần bot view ra, chúng ta sẽ có các category này. Apply by Monday này. Marketplace app này. Khá nhiều thứ. Thì chúng ta sẽ back lại về phần essential này. Mục đích của phần bot view này là nó thể hiện cái dữ liệu của các bạn ấy ở nhiều dạng view khác nhau. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có thể xem nội dung ở dạng dashboard. Thay vì khi bạn quản lý dữ liệu ấy, ở một cái table như này, đôi khi bạn không thể đánh giá tình trạng của dự án. Chúng ta có thể khởi tạo một cái dashboard để quản lý các thông số về summary. Và tôi sẽ show cho bạn demo nhé. Phần dashboard view này, open inbox này. Thì khi chúng ta click nút open inbox ấy, thì hệ thống sẽ khởi tạo chúng ta một cái bot ở đây. Thì hiện tại chúng ta cũng chưa có bất kỳ những cái nội dung gì được setting cho cái dashboard này, vì chúng ta vừa khởi tạo mà. Thì chúng ta sẽ click vào nút Add Widget nhé. Chúng ta có thể add được phần Battery này để xem cái sức khỏe, xem được cái trạng thái của dự án của bạn ấy. Chúng ta sẽ có các màu sắc xanh này, màu ghi này, màu cam và màu đỏ. Thì Done, chúng ta đã có một task Done là 10%. Phần Open chúng ta còn 70% task chưa xong. Phần cam là Working in Progress ấy, thì có 10%. Và phần đỏ chúng ta có 10% là task đã không làm việc được. Chúng ta có thể đổi trạng thái ở đây này, phần battery này, project này, progress này, đó, như thế. Bạn có thể view nó ở full màn hình nhá. Hay phần setting này, bạn có thể setting, ở đây mình đang quản lý theo trạng thái này, status này, mình quản lý theo priority này, tôi để về status thôi, sub item, ở đây mình cũng chưa có sub item, nên là sẽ không có dữ liệu để lựa chọn đâu. More setting, thì mình có thể complete label, thì nó sẽ là done nhá. Phần true group thì mình sẽ group theo các all group này, theo phase 1, phase 2, phase 3 này, close. Mình có thể duplicate, mình đổi tên, mình dock this with this này. Khi bạn dock lại như này nó khá là to, nó chiếm hết các nội dung trên màn hình của bạn rồi, nên tôi nghĩ là mình sẽ undock nó đi, để nhỏ này thôi. Tương tự như vậy thì bạn có thể tạo được các task khác, new task này, mình group này, person này, mình có thể add các widget khác nhé. Mình sẽ có phần Gantt chart này, nó sẽ thấy là cái tiến độ của các bạn này, kế hoạch chúng ta ra làm sao. Khá là clear. Tương tự như vậy, mình có thể add thêm các phần khác, more with list này, rất nhiều thứ nha, number to do list này, I will mention này, add vào đây này. Hiện tại cũng chưa có cái nào được mention tên tôi ở đây. Bạn cũng thể mày mò thêm xem là những cái widget nào là phù hợp với cái nhu cầu của các bạn nhé. Đấy, phần calendar này, time checking này, timeline workload đi. Như vậy phần dashboard chúng ta cũng đã clear rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các phần khác, bot view này. Chúng ta có thể phần Gantt chart này, phần timeline này. Đây là phần timeline nhé. Thì nó sẽ tạo ra một cửa sổ mới, timeline ở đây cho tôi thôi. Bạn để ý, phần timeline ở đây nhé. Nếu chúng ta add một cái widget ở trong đây này, nó cũng tương tự như vậy thôi. Không khác gì đâu. Ví dụ timeline, tôi nghĩ sẽ có phần timeline ở đây. Recommend, đây có timeline này. Nó tương tự nhé. Bạn có thể tạo mới một cửa sổ cũng được. Hoặc là bạn sẽ view nó trong một cái dashboard nhất định. Để quản lý nó tổng hợp một nơi thôi. Đấy, tùy từng cái nhu cầu của các bạn nhé. Còn tôi xác nhận là những cái nào bạn cảm thấy quan trọng thì mình nên tách ra một cái cửa sổ mới, quản lý nó sẽ chi tiết hơn. Tương tự như vậy, bạn nghiên cứu các view layout khác nhé. Phần chart này, phần calendar này, Kanban board này, form này. Tôi sẽ lựa chọn Kanban xem nào. Phần trong phần Kanban này, nó sẽ quản lý tất cả các trạng thái ra một column. Lại khá là clear. Nó sẽ visualize hơn khi bạn nhìn ở trên thằng main table này. Chắc chắn Kanban nhìn nó sẽ clear hơn rất nhiều. Due date này, add thêm các trạng thái. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần là automation. Phần automation đây bạn có thể set là những cái rule ấy. Ví dụ khi mình một item được khởi tạo ấy, thì như nào? Tôi sử dụng template này này. Khi một task được khởi tạo ấy, thì assign creator là một person ấy. Thôi add person vào đây. Add person, add a new column, attribute people này chẳng hạn này. Add rule thôi, add automation rule này. Bạn thể khởi tạo mới nhá. Ở đây mình không dùng cái template có sẵn thì mình thể khởi tạo mới. Còn trong trường hợp nếu mình dùng các template có sẵn thì mình sẽ xem ở đây xem có những cái template nào nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn.
when status change to something, notify someone else này, when status này, change to này, thay đổi nó sang cái status này, như thế. Thì notify này, username, done này, cho ông Mi này, cho tôi chẳng hạn này. Ví dụ ở đây tôi sẽ về phần main table nhá. Tôi sẽ có một cái task tôi đang làm ở phần đây sang status này. Thì tôi sẽ thử mở mail xem nó có notify cho tôi hay không. Tôi sẽ mở mail của tôi đây. Ở đây tôi sẽ new notification này, task số 3. Task 3, đúng, vừa thay đổi. Phase 1 chiến vũ, sẽ open cái này đây. Open thì link đang không quốc, phải là setting đang chưa ổn. Thì mình xem lại phần setting. Đó thì tôi có nhận được notify ở đây nhá. Phase 1 này, task số 3. Có vừa có thay đổi và assign cho tôi luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần integration. Thì phần integration ở đây bạn có thể cài đặt những cái ứng dụng ở third party tool ở cái bên thứ ba. Ví dụ mình sẽ có là cái Jira này, hay là Outlook Calendar này, GitHub này, Slack này, Zoom hay là Trello, rất nhiều thứ. Ở đây để tôi thử xem có một cái nào connect nó nhanh này. Tôi sẽ có phần Jira đi. Ở đây sẽ có một cái template này. Khi một cái item được khởi tạo ấy, trong phần Monday, tương tự nó sẽ khởi tạo ở trên thằng Jira, add to bot này. Ngoài mình phải nhập thông tin để mình connect giữa hệ thống Monday và hệ thống Jira của các bạn nhé. Thì bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn. Ở đây tôi sẽ skip phần này. Back to integration này. Tương tự như vậy mình có phần Gmail. Thì khi trạng thái thay đổi tới cái gì đó thì mình send email cho ai này. Thì add to bot này, connect này, sẽ connect được Gmail của bạn. Allow này. Giờ mình sẽ để là status này, change to này, change to stack này, send an email này, to này, to ai đó, to the team member, đây sẽ có chiến VH test này, đó, type do subject này, task của stack, task của upload, type do email này, chuẩn bị item lên bot user, sau đó status, due date, priority, add to bot. Đây chúng ta sẽ có một cái rule mới được vừa được active nhá. Để tôi thử nhá. Bây giờ tôi sẽ thay đổi cái task working này sang stack này. Để tôi thử xem là email nó có gửi cho tôi không. Tôi mở email kia của tôi lên. Nó là cái account chiến city này này. Để tôi mở lên nhá. Tôi nhận một cái email rồi. Chiến VS backup đã gửi email cho tôi này. Chiến linh bot. Ok. App Marketplace nhá. Chúng ta sẽ cài thêm các app khác. Ở đây có rất nhiều các app các bạn ạ. Feature này. Vì Monday.com ấy, nó là một cái platform khá là mạnh và có rất nhiều các ứng dụng, rất nhiều các third party tool tích hợp với nó. Nên là để tìm hiểu chuyên sâu ấy, thì bạn mất khá nhiều thời gian. Và có rất nhiều các ứng dụng, rất nhiều các tính năng bạn phải bỏ thời gian vào nghiên cứu. Từ đó bạn sẽ lựa chọn được những cái ứng dụng, những cái tính năng đã phù hợp với nhu cầu của các bạn. Filter ra rất nhiều thứ này. Figma chẳng hạn này, add to your account, nó free này, install, on workplace này. Thì đây chúng ta đã có một cái third party app tạo này, và đã tạo cho mình một cái tab ở đây luôn. Figma integration bot view này, next, mình link vào tài khoản Figma của bạn. Ok, thì tôi sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây. Thì sau khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay, chúng ta cũng đã tìm hiểu được các tính năng nâng cao của phần bot power up ấy. Thì các tính năng nâng cao này khá là hữu ích cho các bạn. Tôi hy vọng ấy, sau khi chúng ta kết thúc bài học này ấy, với những kiến thức cơ bản ở trong bài học ấy, bạn có thể tự nghiên cứu để tìm hiểu thêm ấy, các tính năng nâng cao của các chức năng trong phần Bot Power Up nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Bye bye.